Hello cả nhà, hôm Ừ. nay là Dung hái su đầu mùa nha các bạn ơi. Ừ. Wow, cái này đã luôn. Coi nè, Mới ra được mấy trái à? mới đầu mùa mà còn nụ nhiều lắm. Đây nữa này, đây nữa nè, non ơi là non luôn nè các bạn. Còn quá trời nụ, cứ mỗi mắt mỗi trái, mỗi mắt mỗi trái luôn á các bạn. Thấy được mấy cái đâu. Wow, thấy chưa, thấy chưa? Xong rồi anh non béo vô anh xào anh bên trắng là hết cái Dạ. luôn nữa, còn cái bên lại bự nữa là sao hái này. Mình là bận quá, cao chút xíu nữa. Năm hái giờ mẹ năm ơi. Ok, Ok. Mà ok, sợ thích hái quá mà mình cao quá anh đó. Thấy không, thấy cái này bự, thiệt bự luôn hái nhưng mà làm sao hái. You can đó. do that, I can do Ok, hết đi, hái đi, hết đi. Mưa that. quá. Ok. Năm nay mới ra không có nhiều, được vài trái thôi. Đầu mùa mà nhậu đây được Được cái được luôn cái này nè. hả? Let Đó, non ơi là non luôn nè, me hái vô luôn nha các bạn see. ơi, Hái vô. Yeah. mơ quá luôn này. Phải không, Còn nữa không? còn nè, cái nhỏ nhỏ không Nhỏ nè, nhỏ là cái gì hái vậy? có không, Hôm nay thua nó không, nhỏ này nè. mỗi mắt mỗi đáy. Cái này hai cái luôn, dính chùm với nhau luôn nè, xanh đôi xanh đôi, thấy chưa, cái này Nó cũng luôn ra nè. sai lắm á. Hai cái này luôn á, Còn cái nữa. Ok cái này đây. cao luôn nè, Thấy được không? cao quá, hái tới. Ok, I do that. Hơi đi, hái hơi đi, Let me see. mình hái đợt đầu luôn hả mơ. Oh, Wow, mơ wow. quá luôn cái này. More. Wow, không được, nó Rồi cũng hơi đi, sai nữa. hái mấy cái bự lớn 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 đó đâm. Ok, let me try Wow, thấy to chưa. do this one Đó first, đó đó đó, right? Ok. Oh, wow, let me see, có gai. let Một cái nha. me see. Non ơi là Ở non đây có luôn hai nè, cái này, hai này. bên trong nha, hai cái luôn. Wow, oh, wait, wow, nè, đó. Let me see, let me see, let me see. Mờ quá luôn Hai các cái bạn ơi. ok, đầu mùa một ngon nhất cũng được 10 cái có luôn á. Hơn Tin. luôn, hơn luôn. Được Đó, rồi, cái được này rồi, được rồi, được rồi. gì? Wow, mới ngay nhau mà Ok, Dung thích one hái more. á, mà hái không được. One more, this one. Bigger a little bit. Mờ quá. Cái trên đầu nữa nè. Oh, see that? Hold Bên đây, quay, quay, on, quay, wait. quay, chờ, Oh, ok, chờ. Còn hai cái nữa đó. one more. One more here. Let me see this one. Let me see this one. Dạ, dạ, dạ. Cái rất là nhỏ cái này Cái này nha. nè. Cái ngày ngày đầu của năm này, năm trên Wow. đầu á, thấy không, Oh, I see. Oh, ok, yeah. thấy chưa, thấy chưa. Ngon cái ta. Nice. You're Còn good. bên này nữa không, Thôi nhỏ nhỏ đi, từ từ đi. Để lớn xíu còn cái này còn nhỏ nhỏ nè. nhỏ nhiều lắm Cái á nhỏ các nè. bạn. Một mắt một cái hình như Một mấy một đáy, một mấy đáy này nó ra quá trời, nếu nó đậu là cái vàng gì nữa. Ô, có cái vàng lại muốn sập luôn á. này khó, đu lên chưa sập Đây luôn. này đó, thấy Nè, chưa. nè. Một, hai, ba, giờ lại ba cái nha, Dài nha. chút xíu đó Đó, ê, chưa? Đó I tin được đó, cũng hơn 10 cái. Su non mơ đầu luôn mùa. này. Xào súp bánh tráng hết ý. Rồi thấy được nhiêu xu đây này các bạn. Giờ Dung vô Dung xào giữ trứng. Dung mời các bạn đi vào bếp cùng với Dung nha. Quá rồi nhiều luôn này, mơ quá luôn. Vậy bà còn hái còn được 20 cái xu á các bạn. Dung xào 4 trái đi, 3 trái trắng với 1 trái xanh. Nhiều quá chứ mình xào không hết đâu. Xu á mình xào với tôm cũng ngon lắm các bạn, xào với thịt bò cũng ngon. Mà hôm nay là Dung xào với trứng, vừa đơn giản mà nó có nhiều bổ dưỡng luôn các bạn. Cái su xanh này nè, nó mềm mà nó ngọt lắm, ngọt ngon. Còn cái su trắng này á, nhìn thấy nó đẹp mà nó giòn, nhưng mà cái độ ngọt đó, nó không có ngon bằng những su xanh. Tại Dung nhà Dung trồng, Dung ăn qua rồi á, thấy ngon lắm các bạn. Chắc cái hột chắc còn non trong này nè, để Dung coi cái hột còn non không. Su nó có chấp muối á, Dung xả cái theo nước này, Dung bỏ chút xíu muối á các bạn, Dung ngâm vô chút xíu. Đó, mình gọt cái nào đó là mình xò cho mình ngâm. Là cái su màu xanh này các bạn. Như thế rồi hả? Ôi, còn non quá. Hột Non quá béo trời non luôn, non mất tự bẹo lập luôn. ăn Mà ăn cái này nó mới ngon này. mình người Việt Nam mình lại thích ăn non. Như Dung có người bạn ở trong hãng có Mà từng bể, người ta ăn cái hộp, có cái hộp già vậy đó các bạn, xong rồi người ta đỡ nguyên trái nha, người ta bỏ chi bơ lên người ta hấp,
Ồ, hột còn non quá trời non luôn. Quá non. Non ngon quá luôn. Đó, cái đó màu xanh. Màu xanh đi giống thấy nó bự hơn ha. Non quá, nhất mình đang nghe hột luôn á. Hồng Dung có người bạn á, ăn cái hột luôn đó, không có bỏ gì hết các bạn, thích ăn cái hột lắm. Nhớ em Trần không? Em Trần á, em ăn cái hột luôn á. Ồ, ngon. Quá trời ngon. Mềm mại em á, rồi các vai ngon, gắt dài dài nè, mình xào á mình dở gắt nó ngon lắm các bạn. Chu mình hái mới hái vừa xong rồi mình cắt mình xào liền là nó ngọt lắm các bạn ơi. Chu xào liền ăn ngọt mơ nhớ vậy. Còn bốn non trái, béo tươi bốn rói. Trái là một dĩa đầy luôn. Bốn trái su qua dung xào ba trứng gà các bạn. Ba trứng gà đập vào. Su xào trứng gà. Yeah. Oh, nice. Dùng bỏ xíu nước mắm. Chút xíu nước mắm. Xíu nước mắm thôi cho thơm thơm. Xíu nước mắm ok. And. Chút xíu tiêu. Tiêu ok, nước mắm, tiêu, tiêu. And. Rồi hành. Hành. Hành ở nhà ở ngoài vườn nè các bạn. Mới hái vô tư rối thơm phức đúng không? Thơm luôn. Wow. Hành hương á. Đó, đánh lên. Nhiều lên. Giờ mình chớ chút xíu dầu ô liu vô các bạn, cỡ 2 muỗng ăn canh dầu ô liu. Chớ dầu vô sao, vô cháo. Dạ. Yeah. Yeah. Trời nắng hả? Nóng chưa? Tắm. Giờ nó nóng rồi giờ chưa đâu. Đó, thế mình hỏi coi khói khói đó. Ồ, khói nhiều lắm. À, nắm rồi đó, vô tủ tỏi á các bạn. Tủ tỏi. Tủ tỏi này già rồi. Nó cũng qua nhiều cắt quá chứ hả? Củ tỏi vàng vàng lên. Đó, vàng thơm quá ha. Ôi dầu bị mùi thơm quá. Rồi. Bỏ su vào. Bỏ su vô. Thơm quá. Cháy tỏi không bỏ su. Dạ. Rồi, mình cháy đầy lên đấy. Xong cái kêu lại nhé. Khó ghê thế này. Nó sẽ lại xíu mà su á là mình xào nó vừa chín tới á ăn nó ngon nó giòn nó ngọt lắm. Vừa chín thôi chứ không nhiều quá. Wow, ngọt quá. Thế còn bỏ người em ra không? Không có người su xào quán ngựa không phải xanh hết dân không phải xào cà ri hả? Không, su xào quán ngựa. Nếu như nó đi thích cũng được, nhiều người thích ngựa thích ngựa. Rồi á dùng bỏ vô cái xíu muối các bạn, xíu muối thôi. Bỏ vô xíu dầu hào, rồi dầu hào đặc biệt thơm lắm này các bạn. Muối dầu hào ngựa một muỗng thôi, dùng canh cũng muỗng thôi. Dầu hào nó làm ra cái mùi thơm luôn. Bắt thôi. Một xíu bột miên. Bột miên nữa, bột miên xúc gà hả? Dạ, bột miên. Nếu mà bột miên. Rồi. Ngon lắm rồi. Tiêu không? Tiêu không? Tiêu mình bỏ vô trứng rồi. Tiêu có rồi. Bỏ một xíu đường. Đường nữa. Một xíu đường thôi. Mà xô lên cái nó ngọt ngon lắm nè. Trộn đều lên á, bắt đầu nó hơi mà nó xanh xanh á, rồi mình chỉ bỏ trứng vào các bạn.
Su nó non nó ra nước quá trời luôn này ha. Mình hết ra nước hết vậy nhưng mà bỏ trứng vô này các bạn. Bỏ trứng vô. Có nước còn ha, là nước là su cái nước đâu đó. Su non quá nó ra nước này. Mơ luôn rồi. Non non quá rồi. Quá là ngon ngon ngon. Nó ngon. Nó có trứng á, nhưng mà su đầu mùa mà. Có trứng á, nhưng mà bỏ dưới một chút xíu rượu vô các bạn. Nhà nó thơm. Tại trứng đào mấy mùi tanh. Tanh xíu hả? Dạ. Có rượu nó đỡ như tanh. Rất đấy. Nhà Dung không biết uống rượu nhưng mà nấu ăn lại thích có rượu các bạn ơi. Rượu nấu ăn ta ăn thương rượu. Thơm thương thơm. Chứa vô xíu rượu thơm. Thương thương ta nấu ăn rượu mà. Có rượu. Wow, rượu. Ngon quá rồi nè. Quá trời ngon rồi. Ăn được rồi đó. Bỏ hành vô. Ngon. Quá trời luôn. Thơm. Rồi. Múc ra dĩa dọn lên. Mời cả nhà. Ăn su đầu mùa. Wow, thơm quá luôn này các bạn ơi. Nắng hỏi luôn. Nắng hỏi vừa thổi vừa ăn. Awesome. Nhưng ăn cơm như chút xíu nước tương nữa các bạn. Mình ăn bánh tráng mè cũng được. Này súp bánh tráng ngon. Này ngon lắm này. Xào su súp bánh tráng. Perfect. Dạ. Giờ Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn su đầu mùa cùng với Dung nha. Thì Dung thử thôi nha. Thử miếng bánh tráng như với su trước này. Đó. Bỏ lên này. Thơm ngon quá luôn này. Nóng. Ngon quá, ngọt luôn. Ngon quá. Quá là ngon. Đó, như bạn miếng cơm. Ăn miếng cơm với su. Ngon quá. Su nó ngọt. Rồi xào chút xíu chút trứng vô. Nhồi chút xíu dầu hào thơm. Chớ chút xíu rượu vô nữa. Thơm ngon quá các bạn ơi. Ngon. Quá là ngon. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Hôm nay là hái su rồi vô xào su đầu mùa, mình hái vô mình xào liền ăn ngon lắm các bạn. Mà nghe su á, Dung xào với trứng á cũng đơn giản mà ăn cũng bổ dưỡng lắm. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Và nhớ ủng hộ Dung bằng cách bấm đăng ký, subscribe, like và share. Thank you, bye bye.